100 năm trước, hai cậu bé chôn một cái hộp thần bí xuống đất. Lỡ như ai đó đào được nó thì sao? Cầu chúa thương xót cho linh hồn người đó. 100 năm sau, một cậu bé vừa bị đánh nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong công trường bên cạnh. Đào lớp đất ra, cậu ta phát hiện ra cái hộp đó. Cậu ta kéo cái hộp ra, tìm được một bàn cờ ở bên trong có tên Jumanji. Cậu về nhà mở bàn cờ, lấy ra hai quân cờ. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu lập tức thả hai quân cờ xuống. Thế nhưng trò chơi đã bắt đầu, cậu tiện tay đặt bàn cờ xuống dưới gầm sofa. Bố cậu muốn đưa cậu đến trường học dành cho nam, để cậu trở thành một người đàn ông thành công giống như mình. Nhưng Alan không hề muốn thế, càng không muốn trở thành người giống như bố. Nguyên nhân cậu bị đánh chính là do gia tộc nhà cậu. Bố cậu tức giận nhưng cũng không làm gì được, quay người bỏ đi. Alan thu dọn hành lý, lấy tiền tiết kiệm và thức ăn chuẩn bị bỏ nhà đi bụi. Trước khi đi cậu đem theo bàn cờ kia, nhưng vào lúc định mở cửa, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một cô bé đứng bên ngoài cửa, Alan bị đánh có một phần liên quan đến cô bé. Cậu không muốn liên quan gì đến Sarah nữa, nhưng Sarah lại nghe thấy tiếng động của bàn cờ. Tiếng gì vậy? Cậu cũng nghe hả? Dĩ nhiên rồi. Alan từ bỏ kế hoạch bỏ nhà đi bụi, cậu cùng Sarah nghiên cứu bàn cờ này. Sarah tiện tay ném xúc xắc, quân cờ tự mình di chuyển. Giữa bàn cờ xuất hiện dòng chữ ban đêm chúng sẽ bay, tốt hơn bạn nên chạy. Trong lò truyền ra âm thanh kỳ lạ, Sarah cho rằng không nên tiếp tục nữa. Nhưng vào lúc Alan chuẩn bị thu lại, tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến cậu giật mình làm rơi xúc xắc. Cùng với quân cờ di chuyển, giữa bàn cờ lại xuất hiện dòng chữ: bạn phải chờ trong rừng đến khi xúc xắc đổ 5 hoặc 8. Vào lúc Alan còn đang thắc mắc, bàn tay của cậu bắt đầu biến hình, cơ thể cũng dần tan biến, cuối cùng bị cuốn vào trong bàn cờ. Tiếp theo một đàn rơi từ trong lò bay ra. Sarah hoảng sợ vội vàng chạy khỏi nơi này. 26 năm sau, một người phụ nữ dẫn theo hai đứa cháu chuyển đến căn nhà này. Thế nhưng đàn rơi nhiều năm về trước vẫn sống ở đây. Họ gọi công nhân đến kiểm tra nhưng không có phát hiện gì. Nhưng hai chị em đã nghe được câu chuyện về Alan thông qua người công nhân. Lúc đó câu chuyện lại biến thành bố mẹ Alan đã giết con trai mình. Zinora dọn dẹp lại nơi này. Buổi tối bàn cờ phát ra âm thanh dường như đang gọi hai chị em. Sáng sớm hôm sau hai chị em chuẩn bị đi học, âm thanh kỳ lạ đó lại vang lên. Nhưng Nora lại không hề nghe thấy tiếng gì, chỉ bảo hai chị em mau lên xe đón của trường rồi quay người rời đi. Hai chị em chạy lên nhà kho trên tầng tìm được bàn cờ đã phủ bụi 26 năm. Peter lấy quân cờ ra, quân cờ tự động nhảy xuống bàn cờ. Judy ném xúc xắc, số điểm là 6. Quân cờ tự mình di chuyển, ở giữa hiện lên dòng chữ một vết cắn nhỏ có thể làm bạn ngứa, làm bạn hắt hơi, làm bạn co giật. Ba con muỗi cực lớn đột nhiên xuất hiện. Judy vô cùng bình tĩnh cầm vợt cầu lông lên đập được một con. Hai con còn lại vội vàng bỏ chạy. Judy vẫn chưa hoàn hồn bởi cảnh lúc nãy, Peter đã tiếp tục tung xúc xắc. Quân cờ tự động di chuyển, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Những con khỉ sẽ làm chậm cuộc chơi. Đột nhiên dưới nhà có tiếng động. Hai chị em chạy xuống xem phát hiện trong phòng bếp quả nhiên có một đàn khỉ. Họ lại quay lên tầng, xem ra buộc phải tiếp tục chơi trò chơi này. Do lần trước Peter đã ném được xúc xắc giống nhau nên cậu được tung thêm lần nữa. Peter ném xúc xắc xuống, quân cờ tự động di chuyển lên trước 5 bước, một bàn chân cực lớn dẫm lên chiếc đàn. Hai chị em đứng bất động tại chỗ, đó là một con sư tử cực kỳ lớn. Họ bị sư tử đuổi xuống dưới nhà. Trong lúc nguy cấp, một người rừng đột nhiên xuất hiện. Alan 26 năm trước bị hút vào bàn cờ cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Anh ta nhảy lên túm lấy đèn trần tránh con sư tử, nhốt con sư tử vào trong phòng. Anh ta vui mừng chạy nhảy trong nhà tìm kiếm bóng dáng của bố mẹ. Nhưng hai chị em nói với anh ta nơi này đã bỏ hoang từ lâu. Alan chạy ra ngoài đến xưởng giày trước đây của bố. Nhưng 26 năm qua, nơi này đã thành một đống hoang tàn, xưởng giày đã phá sản. Đột nhiên Alan phát hiện trên tầng có bóng người. Anh ta tưởng rằng nhìn thấy bố nhưng chạy lên mới biết đó là một gã vô gia cư. Nhưng qua lời người kia, Alan biết được để tìm mình, bố anh ta đã dồn toàn bộ tiền bạc. Về sau thì từ bỏ tất cả. Gia đình Paris còn ở quanh đây không? Thỉnh thoảng tôi có thấy họ. Vậy sao? Bố mẹ Alan sớm đã qua đời. Judy an ủi anh ta nói bố mẹ của họ cũng mất sớm. Judy đề nghị tiếp tục chơi trò này nhưng Alan không còn hứng thú với nó nữa. Trò chơi ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới thực. Một người phụ nữ bị mũi khổng lồ đốt mất ý thức. Judy lấy bàn cờ ra hy vọng Alan có thể giúp hai chị em nhưng Alan nhìn thấy thứ này liền tránh xa. Anh ta vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân. Alan vẫn luôn trốn tránh. Peter cười nhạo nói rằng anh ta sợ. Câu nói này đã động vào lòng tự trọng của Alan. Anh ta nổi giận nói, hai đứa không hề biết thế nào là sợ. Hai đứa chưa hề nhìn thấy thứ thực sự đáng sợ trong bàn cờ đó. Vậy chú sẽ giúp bọn cháu. Cuối cùng Alan chọn chỉ ngồi bên cạnh xem chứ không chơi. Nhưng Judy tung xúc xắc, quân cờ lại không có phản ứng gì. Thực ra trò chơi giữa Alan và Sarah vào 26 năm trước vẫn chưa kết thúc.
Lượt tiếp theo là của Sarah. Mà muốn kết thúc trò chơi này, Olen cũng buộc phải tiếp tục chơi. Họ đến trước cửa nhà Sarah. Giờ cô ta đã trở thành thầy đồng. Nhưng khi Olen nói ra thân phận của mình, Olen, chú giết cô ấy rồi. Olen vác Sarah về nhà. Bao nhiêu năm nay Sarah vẫn lừa bản thân, tự nhủ rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là tưởng tượng. Olen đưa xúc xắc cho Sarah để cô ta tiếp tục chơi. Nhưng nỗi sợ vẫn luôn ám ảnh cô ta. Đưa xúc xắc cho tôi và cậu có thể về. Cậu không cần phải chơi. Cảm ơn, Olen. Lạy Chúa, sao cậu có thể làm thế? Quân cờ di chuyển về phía trước, đột nhiên trên trần nhà xuất hiện dây mây. Với kinh nghiệm 26 năm ở trong rừng giúp Olen biết được đặc tính của thứ này. Nhưng Peter vẫn bị trói lại. Đối diện là một bông hoa ăn thịt người đang há miệng. Olen tìm được một con dao chặt đứt dây mây đang cuốn chân Peter mới thoát một mạng. Trò chơi tiếp tục nhưng Sarah lại muốn bỏ chạy. Sarah nói tôi chỉ chơi một lần đã hủy cả một đời. Nhưng đâu phải có đời của cô ta bị hủy. Nếu như năm đó cô ta không bỏ chạy, có lẽ Olen đã thoát ra sớm hơn. Nếu cô mắc kẹt trong cái trò này thì sao? Không đâu, vì tôi sẽ không ngừng chơi. Và cháu cũng vậy. Cháu cũng thế. Olen ném xúc xắc ra. Khi nhìn thấy dòng chữ ở giữa, Olen hoảng sợ đứng dậy. Một người thợ săn bước vào, mục tiêu của ông ta chỉ có Olen. Có lẽ lúc ở trong bàn cờ, Olen đã chọc tức ông ta. Thợ săn đuổi theo dọc đường, vừa hay một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua. Cảnh sát xuống xe ngăn cản hành động của thợ săn nhưng bị thợ săn bắn trả. Chính vì điều này đã giúp Olen thoát được một mạng. Cảnh sát thò đầu ra phát hiện tên kia đã biến mất. Thợ săn bỏ đi rồi ư? Không hề. Ông ta đến tiệm vũ khí móc ra một nắm tiền. Đổi lấy vũ khí hiện đại nhất ở đây. Olen an toàn trở về nhà. Judy tung xúc xắc, tiếng động ầm ầm ngày càng đến gần. Xách trên giá không ngừng rơi xuống, Olen kêu mọi người chạy mau. Động vật đang đuổi đến đây. Một đám tê giác dẫn theo một đàn ngựa vằn chạy ầm ầm xuyên qua tòa nhà như một cơn bão. Sau đó một con hạc dừng lại trước mặt cắp mất bàn cờ đi. Bốn người đuổi đến bờ suối, Olen bắt một con cá ném vào miệng con hạc. Bàn cờ rơi xuống nước bị cuốn trôi. Peter chạy xuống hạ lưu đục cành cây vớt được bàn cờ. Một đứa trẻ còn dũng cảm hơn Olen. Ở bên này thợ săn đã đánh hơi được mùi của Olen. Trùng hợp làm sao cảnh sát vừa hay đi ngang qua muốn bắt Olen về điều tra. Thợ săn từ xa bắn một nhát. Olen nhận ra không còn phản kháng nữa, ngoan ngoãn trốn vào trong xe cảnh sát. Thợ săn đành phải tìm cơ hội khác. Trên thực tế cảnh sát này chính là bạn cũ của Olen. 26 năm trước Carol làm việc trong xưởng giày và chế tạo ra một đôi giày. Nếu như xưởng giày sản xuất nó chắc chắn sẽ bán chạy. Nhưng Olen lại đặt nó lên băng truyền. Không ai để ý chiếc giày bị đưa vào trong. Cỗ máy bốc khói, bố Olen hỏi là ai đã làm. Carol đành phải nhận trách nhiệm về mình. Olen cũng không nói gì cứ để cậu ta bị oan. Giờ anh ta mới biết chuyện đó khiến Carol mất việc làm ở xưởng giày. Cũng khiến cả thị trấn mất đi cơ hội nổi tiếng khắp thế giới. Anh ta cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động của mình, cũng thừa nhận sự thật với Carol. Ba người còn lại trở về thị trấn, khi cưỡi mô tô chạy như bay trên đường. Peter cũng dần biến thành tặc răng. Bởi vì cậu ta đã gian lận để kết thúc trò chơi trước. Đây là hình phạt bàn cờ dành cho cậu ta. Đột nhiên thợ săn xuất hiện cướp bàn cờ. Trên phố biến thành một mớ hỗn độn, động vật cũng xuất hiện. Peter nhân cơ hội cướp lại bàn cờ trốn vào trong một chiếc xe. Đàn voi vô tình dẫm lên chiếc xe. Sau khi qua cơn đổ bộ, thợ săn mở cửa xe cướp lấy bàn cờ. Judy kéo em trai ra, trơ mắt nhìn thợ săn vào siêu thị. Carol thả Olen ra nhưng anh ta lại quay lại còng Carol vào xe. Olen không muốn anh ta bị cuốn vào trò chơi này. Nhưng chưa đi được bao xa, trong bộ đàm đã truyền tin của Sarah đến. Họ đang chiến đấu với một người đàn ông cầm súng. Olen đành phải lái xe đến siêu thị. Phía sau có cảnh sát đuổi theo. Carol nói không sao, họ có thể giúp chúng ta. Thợ săn đã bắt được ba người nhóm Sarah. Olen đã đến siêu thị nhưng do xe bị dỉ sang không phanh được, xe đâm thẳng vào siêu thị. Bốn người Olen trở về nhà phát hiện dây mây đã xâm chiếm cả căn nhà. Bên này Carol cũng mở được còng tay, gọi tổng bộ xin chi viện. Tôi đang đến nhà Paris, hãy gọi hỗ trợ. Lauren. Nửa đường một người phụ nữ chặn xe, đó chính là Nora. Dây mây đã lan ra bên ngoài căn nhà, cuốn lấy xe cảnh sát của Carol và bẻ nó thành mớ sắt vụn. Bên này Olen vẫn tiếp tục chơi. Lần này là mưa gió bão bùng. Nói mưa là mưa, rất nhanh nước đã ngập khắp nơi, một con cá sấu đang chậm chậm tiến đến. Carol dẫn Nora đến trước cửa, đạp một nhát vào cửa.
dòng nước trào ra ngoài. Erlen cứu được mọi người nhưng lại để bản thân rơi vào nguy hiểm. May thay Peter túm được anh ta, cá sấu cũng bị nước cuốn trôi. Bốn người đến nhà kho tiếp tục chơi. Lần này Erlen tung xúc xắc. Còn chưa kịp đọc xong dòng chữ ở giữa, sàn nhà lập tức biến thành cát. Sara vội vàng chạy đến kéo Erlen. Sudi nhanh chóng tung xúc xắc, may thay đã dừng được sự trừng phạt với Erlen. Tiếp theo đến lượt Peter, lần này cậu ta đã gọi một con nhện đến. Erlen bảo cậu ta ra bên ngoài lấy rìu lại đập sàn nhà. Peter vội vàng chạy ra bên ngoài để lại mình Judy ở lại trông coi. Nhưng cửa nhà kho đã khóa, cậu ta cầm rìu lên phá cửa. Ấy, lấy rìu lại đập sàn. Nora không khỏi kinh ngạc trước cảnh trước mắt. Trong phòng ngủ của mình còn có một con sư tử. Peter thì biến thành khỉ. Cô ta hoảng sợ trốn vào phòng để đồ. Peter đành phải nhốt cô ta bên trong để cô ta được an toàn. Erlen bảo Judy cầm bàn cờ đến cho Sarah tung xúc xắc bằng miệng. Nhưng vào lúc này một bông hoa độc phun châm độc ra. May thay Peter trở về kịp thời, một bú chặt đứt nó. Judy dùng chút sức lực cuối cùng cầm bàn cờ qua. Sarah tung xúc xắc, lập tức trời đất rung chuyển, sàn nhà tách làm đôi. Bàn cờ rơi xuống dưới. Erlen buông tay túm lấy dây mây, đu xuống dưới nhặt được bàn cờ. Chỉ còn 3 điểm nữa là anh ta sẽ thắng. Vào lúc anh ta chuẩn bị tung xúc xắc, người thợ săn mình dính đầy sơn quay lại. Đứng dậy, ông ta bắt Erlen ném xúc xắc đi nhưng vừa hay đúng ý anh ta. Anh ta thả xúc xắc xuống, viên rơi xuống bàn cờ một điểm, viên còn lại vẫn lăn tiếp. Thợ săn hỏi anh ta có sợ không, tuy Erlen rất sợ nhưng vẫn nhớ những gì bố mình dặn. Phải dũng cảm đối mặt, thợ săn giơ súng chuẩn bị bóp cò, viên xúc xắc đã dừng lại là 2 điểm. Quân cờ của Erlen đã đến đích. Sarah xông ra đỡ đạn cho Erlen. Viên đạn kia tan chảy trước mặt Sarah. Tiếp theo là thợ săn cũng tan chảy. Những động vật chui ra từ bàn cờ cũng đều quay lại. Vào lúc đầu của thợ săn bị hút vào trong, hai người ôm chặt lấy nhau trở lại bộ dạng hồi nhỏ. Dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Lúc này bố Erlen từ ngoài trở về lấy đồ. Erlen chạy đến ôm chặt lấy bố, xin lỗi vì hành động bùng bột của mình. Bố cậu nói vô cùng dịu dàng, cũng xin lỗi cậu con trai bảo bối của mình. Bố cũng xin lỗi, con trai. Nghe này, có không phải đến clip sai nếu con không muốn. Ngày mai ta nói chuyện tiếp nhé, như hai người đàn ông với nhau. Bố phải đi đây, bố là khách mời danh dự mà. Erlen gọi bố lại thừa nhận tội lỗi mà Carol đã phải chịu. Bố cậu nghe xong rất ấm lòng, rất vui vì con đã nói với bố. Erlen và Sarah hoàn toàn vứt bỏ bàn cờ. Nhiều năm sau hai người kết hôn, tuy hai đứa trẻ không còn nhớ gì nữa nhưng bố mẹ của hai đứa vẫn còn. Giờ họ phụ trách quảng cáo cho xưởng giày, thế là hai chị em không phải mồ côi nữa. Bộ phim kết thúc tại đây, còn trò chơi dành cho người dũng cảm vẫn tiếp tục. Trong đời chúng ta mỗi một lựa chọn sai lầm đều có thể thay đổi vận mệnh của chính mình hoặc của người khác. Tuy chúng ta không thể quay về quá khứ nhưng có thể nắm giữ hiện tại. Nhân lúc bạn còn trẻ, nhân lúc người yêu thương vẫn còn. Dũng cảm gánh vác, dũng cảm lên tiếng, có lẽ sẽ bớt chút nuối tiếc. Bớt được bi kịch xảy ra, cuộc đời vốn là một trò chơi dành cho người dũng cảm. Chúng ta buộc phải thử thách hết cửa ải đáng sợ này đến cửa ải đáng sợ khác. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.